Chào tất cả mọi người, mình tên là Trang, mình đến từ Bình Phước. Hôm nay là một tháng sau nâng mũi cấu trúc sợi sườn của mình. Hôm nay thì mình đến để thăm khám. Cái mũi trước đây của mình thì là cái sống mũi nó tẹt và đầu mũi nó hơi hất lên trên. Trước đây thì mình cũng mất tự tin về cái chiếc mũi nó hơi thấp và đi học thì cũng hơi ngại ngại. Lúc chụp hình thì cũng không có góc nghiêng nên là mình quyết định đến bác sĩ Phương để nâng mũi. Mình biết tới bác sĩ Phương là do mình một lần mình tình cờ lướt Facebook và mình thấy. Sau đó thì mình tìm hiểu và mình đã quyết định tới đây để tư vấn và quyết định nâng mũi. Theo mình tìm hiểu và được tư vấn thì mình biết là phương thức nâng mũi bằng sụn sườn thì là an toàn nhất và không có biến chứng sau này. Mọi người nhận xét thì là mũi mình nó cũng tự nhiên với khuôn mặt. Sau khi nâng mũi thì mình có thể tự tin chụp hình góc nghiêng và vui vẻ hơn. Các bạn ai mà chuẩn bị nâng mũi thì hãy cứ tự tin và đi làm. Phẫu thuật thẩm mỹ thì mình thấy là nó chỉ là làm cho mình đẹp hơn thôi. Cuộc sống của mình thì mình có thể tự quyết định. Còn ai nói gì thì mặc kệ. Dịch vụ ở đây thì là rất tốt. Từ bác sĩ tới các chị nhân viên của trung tâm thì rất nhiệt tình tư vấn cho em. Trước khi tìm hiểu bác sĩ Phương thì em cũng có tìm hiểu ở một số trung tâm, nhưng mà do em bác sĩ Phương thì có cái là khi nâng mũi thì sẽ có được quay lại quá trình, nên là em cảm thấy yên tâm hơn và em đã chọn bên bác sĩ Phương. Vậy là đã kết thúc hành trình một tháng nâng mũi của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt hành trình một tháng của mình. Và bây giờ xin tạm biệt mọi người nha.